Xin chào các bạn nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Thật tuyệt vời là hôm nay mình mua được một chiếc Suzuki HZ 125cc nhé. Đăng ký năm 2018, biển Hà Nội, biển đẹp luôn. 29H195656, biển gánh đẹp luôn. Thì một chiếc HZ siêu mới, màu xanh bộ đội, quá bắt mắt. Yên thì đã ép nhiệt rồi, còn ba ga sau thì sơn tĩnh điện màu đen. Và cái chống đổ đằng trước, chống đổ không to đấy. Đấy. Và đây, xe đi được 1.1 vạn, coi như là 1.2 vạn đi, 1.1725 km. Một chiếc xe quá mới luôn, siêu siêu mới luôn nhé. Vẫn còn cả cái chìa khóa từ bên Trường Trung này. Đấy, các bạn nhìn nhé, rõ ràng này. Phần bưởng, phần bên tay côn này, tay phanh này, nút đề này, những cái về những cái nét chữ còn rất là nét, chưa bị mờ đi một chút nào cả. Đấy, các bạn nhìn rõ nhé. Đây, tay lái đây, và vù tay lái, những con ốc của vù tay lái còn đẹp như thế. Đây là ốc của bên thụt này, cũng như là ốc của cái cổ phốt. Các bạn nhìn dưới cổ phốt, nó mới một cách kinh khủng luôn. Đẹp tuyệt đối, không có cái gì để chê một con xe này được. Suzuki thì nó hiếm, không nhiều lắm. Suzuki nó về vào cái thời gian năm 2018 và 2019 cùng với cả phiên bản Suen 125 đấy ạ. Thì cái loại này nó ít bởi vì nó là chế cơ. Chế cơ thì đi nó mượt mà hơn, thế nhưng mà nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn một chút thôi. Một chút thôi nhá, so với cả xe FE. Nó chỉ hơn cái xe FE. Ví dụ xe FE nó chạy hết khoảng độ 2 lít thì con này ấy chỉ chạy hết 2.2 lít thôi. Đấy, cái tai xe nó đẹp như thế này đấy ạ. Vâng, đây nhá, các bạn nhìn vù này. Đấy, các bạn nhìn đấy, ốc cổ phốt. Còn cái phần phía dưới này, thụp trước này, chưa bao giờ mở ra. Ốc thụp đẹp tuyệt đối luôn. Đĩa phanh, cùm phanh. Và cái nước sơn của xe thì tuyệt đối đẹp rồi. Một chút, hơi một chút có xước ở mõm này cũng đáng kể nhá. Vành bánh đẹp cực kỳ, đen xịt. Lốp vẫn còn đúng theo lốp zin và chạy 1.1 vạn. Các bạn về thay, không phải thay thế gì cả. Dầu mỡ cũng đã thay rồi. Đây các bạn nhìn này, tem của cái Suzuki, chiếc Suzuki còn chưa bóc cái tem ở phía ngoài nhá. Chưa bóc cái ni lông phía ngoài, chưa bóc phinơ ni lông ngoài luôn. Hai cái phản quang hai bên còn đầy đủ. Ốc trục này, đây các bạn nhìn này. Đấy, bên phía bên phải đấy ạ. Đây là cái chống đổ cánh bướm loại to. Cái này thì nó quá là khỏe khoắn rồi. Tùy từng mắt, còn theo mình thì cái chống đổ này hơi to so với xe. Nếu mà nó nhỏ bằng 2/3 cái chống đổ như thế này thì đẹp hơn. Thế nhưng mà như thế này thì ngược lại nó lại rất là khỏe. Xe cổ xả của ông Bô còn đen xì luôn. Vừa mới thay dầu xong nhá. Mắt dầu đây. Còn cục máy thì nhìn, các bạn có nhìn nó dữ dằn, đẹp một cách dữ dàng khủng khiếp luôn. Đúng là chỉ thiếu thùng thôi. Các con ốc này, ốc treo máy này, còn cả vạch sơn, vạch chiếc đầy đủ hết luôn. Cục máy thì quá đẹp luôn. Cục máy không có cái gì để chê luôn này. Màu sơn đen quá hợp với xe. Và cái xe màu xanh bộ đội này phải nói là rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Đây, dây ga, chỉnh cang ti và cái chế đấy. Còn đây, các bạn nhìn rõ này, những cái con ốc của nó đây. Ốc của bên bưởng côn, bóng loáng, sáng loáng luôn. Quá đẹp. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, đẹp mức độ thế. Cái cần phanh các bạn nhìn nó còn chưa có một vết xước, nó còn chưa xước. Để chân này, giày bịch. Càng sau đây ạ. Và ông bô đẹp, ông bô không có một tí xước nào cả. Không đáng kể. Thụt đằng sau này. Xe này nó chỉ kém Suen là nó cũng không có thụt dầu thôi, chứ còn thụt nó cực kỳ êm ái luôn. Các bạn đi rồi các bạn sẽ biết. Máy thì mượt mà, nhẹ, chạy nhẹ hẫng luôn.
thoát máy một cách kinh khủng, chạy trong phố sướng thật, phải nói là chạy rất là sướng. Hôm qua mình mua từ nhà chủ xe về chạy rất thích. Cái yên này đã ép nhiệt rồi, nhưng mềm mại và cực kỳ đẹp. Sơn tĩnh điện của cái ba ga sau này, và đây nước sơn của cái bình xăng. Các bạn nhìn nước sơn nhé, sơn màu xanh bộ đội, nó rất là hợp với xe. Xe nó có cái gù tay lái này rồi, nó chống rung rất tốt, xe này không bị rung tay lái một chút nào cả. Rồi mình quay tiếp đằng sau này, các bạn nhìn vành bánh này, lốp lan này, vành bánh này, càng phanh này, ốc trục này, ốc trục này, quá đẹp luôn, phải nói là đẹp mượt mà luôn. Cái xe Su HG này nó có hai bên này nhá, hai bên tay sách này rất là hợp lý, và để mà các bạn chằng nối các thứ vào từ bên này sang bên kia rất là hợp lý, và bạn treo túi luôn ở đây được, treo túi cả hai bên đều có nhá. Su em chỉ có một bên thôi. Quả biển quá chất luôn, 29H195656. Đây, đèn hậu và cái xi nhan. Đây, bên này đây, treo mũ này. Đấy các bạn nhìn này, hai bên cùng có nhá, nó không như Suven chỉ có một bên. Đây, ốc đây, vẫn còn cả những cái này nhá. Các bạn nhìn này, thấy không? Cái mỡ này rất là đẹp này. Đây, đây này. Đấy, ốc thụt này. Còn sơn xiếc thì đảm bảo với các bạn rất là đẹp. Đẹp từng chi tiết nhỏ luôn. Xe này nó là xe mới, nó chỉ kém xe mới một chút xíu thôi. Đây, cần số cần xiếc là đảm bảo với các bạn, nó quá đẹp luôn. Các bạn nhìn nhá, này, nhìn con ốc như này nó quá là yêu này. Đây, nước sơn, nước xiếc này. Cục máy bên tay trái này, rõ ràng từng chi tiết cho các bạn nhìn này. Cục máy bên tay trái, số máy đấy, các bạn nhìn số máy nhá. Đấy, đang cái con ốc mới kinh khủng luôn, mới kinh dị luôn. Đấy, thế thì mình xin báo giá chiếc xe này. Chiếc Su HG đăng ký cuối năm 2018 biển 29H195656 này đang được bên xe máy Hoa Anh mình bán ra với giá bán là 31,5 triệu nhá. Giá bán là 31,5 triệu. Cái giá bán này là chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển nhá. Mong các bạn lưu ý giúp mình cái đấy. Tất cả các video mình đều có nhắc lại cái điều này. Mong các bạn lưu ý một chút ạ. Vâng. Giá bán là 31,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên. Rồi, thế thì mình xin dừng video. Cũng mong là các bạn có thể like và nhấn nút share cho mình để có thêm nhiều người có thể biết đến cái kênh này của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.